Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Xin chúc tất cả các bạn một ngày mới sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Sài Gòn trong mùa bão Covid này không có gì quý bằng sức khỏe các bạn. Mình xin cập nhật đến các bạn một số hình ảnh vào ngày 5 tháng 7, chiều Chủ nhật, ở Sài Gòn. Những hình ảnh này là ở các khu vực cách ly tạm thời, những khu phong tỏa, những cái nơi rào chắn đã giăng dây hết rồi các bạn. Cảnh một chiếc xe đang tiếp tế lương thực cho các vùng bị cách ly, phong tỏa tạm thời. Bản khuyến cáo người dân không ra vào vùng dịch. Các chợ bị giải tỏa, các công viên đã được giăng dây đầy hết, giăng rào chắn hết các nơi, và ở công viên trước Dinh Độc Lập cũng như là ở Hồ Con Rùa đều có giăng dây chắn lối hết các bạn ơi. Hình ảnh những người bán vé số đi siêu vẹo bên đường cũng như những khuôn mặt là thất thểu. Cảnh tượng Sài Gòn thật là tiêu điều. Những cảnh tiếp tế lương thực những ngày đầu cách ly này, mà tương lai mà nếu có nhiều nơi cách ly thì cái những cảnh này cũng sẽ chắc cũng sẽ còn hạn chế và không còn nhiều nữa các bạn. Nhà nước sẽ tập trung vào các siêu thị, vào các công ty bách hóa để mà cung cấp cho người dân tới đó để mua. Các chợ tự phát đã được dẹp bỏ triệt để. Không khí rất là căng thẳng, đi ra đường thấy là rất là yên ắng và mọi người cũng đều chạy mua đi công việc một chút rồi về liền đó các bạn. Bán bên đường này là chỉ tạm thời, sau này đã được dẹp bỏ hết các bạn. Càng ngày sẽ càng siết chặt và những cái hàng bán bên đường này là không còn nữa các bạn. Các cây xăng đã không còn hoạt động, rào chắn lại hết chung quanh. Đây là một trong những cây xăng ở quận Gò Vấp nè các bạn, đã được đóng cửa từ sớm. Những nhà hàng ẩm thực cũng là đã đóng cửa từ sớm. Giờ mình đi lên về phía trung tâm Sài Gòn quận nhất để mình cho các bạn xem cảnh ở hai bên đường nha các bạn. Đây là khu vực ở ngã tư của Hai Bà Trưng với Điện Biên Phủ, gần công viên Lê Văn Tám nè các bạn. Vào thời điểm này là khoảng 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 7 2021, đường xe cộ và rất là thưa thớt. Đây khu vực Hồ Con Rùa, những chiếc lá vàng rơi cũng không có người quét, những chiếc ghế đá chống vắng và giăng rào dây tứ tung rồi các bạn. Cảnh tượng Hồ Con Rùa không một bóng người. Sài Gòn lác đác những vài chiếc xe chạy ngang, khác hẳn với những ngày xưa Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà trong nắng chiều cũng còn đang tu sửa và cảnh tượng rất điều hiu. Chiều Chủ nhật, ngôi giáo đường không có hoạt động và một số người đứng thầm cầu nguyện. Hình ảnh những người vé số siêu vẹo bên đường, những khuôn mặt thất thểu, đường phố Sài Gòn quả thật là một những ngày tiêu điều. Khác hẳn với những ngày Sài Gòn ngựa xe như nước, áo quần như nêm, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Một số người có điều kiện thì cũng còn tập thể dục để nâng cao sức đề kháng, bằng cách chạy xe đạp hay đi bộ. Bưu điện Sài Gòn giờ cũng không còn một khách du lịch nào cả. Hình ảnh chị bán vé số này thật là đáng thương các bạn.
Đây là khu vực chỗ ngã ba đường Nguyễn Du và đường Đồng Khởi lên nhà hát thành phố nè các bạn. Không khí chung quanh thật là yên ắng, cả một khu vực rộng lớn. Tòa nhà cao tầng bên kia cũng không thấy một hoạt động gì cả các bạn. Và đây mình cũng cho các bạn xem qua hình ảnh những khách sạn hạng sang ở Sài Gòn. Đây là khách sạn Adora Luxury ở quận Phú Nhuận nè các bạn. Đây là khách sạn mới và cũng có cái kiến trúc rất là độc đáo, rất là đẹp mà cũng không còn hoạt động gì trong mùa này. Các bạn thấy xe cộ lưu thông dưới đường rất là thưa thớt. Người đi cũng là chỉ là đi cho nhanh chóng và về trong không khí rất là căng thẳng. Đây là hình ảnh vào chiều Chủ nhật 4 tây tháng 7 2021. Trên đường xe cộ qua lại rất là thưa thớt, vắng vẻ. Mình cho các bạn xem trên qua. Còn đây là hình ảnh thời hoàng kim của khách sạn đây các bạn, nhà hàng khách sạn, tiệc cưới rất là đẹp, tưng bừng. Những mùa tiệc cưới ở đây là rất là đông đảo. Đúng là Sài Gòn ngựa xe như nước, áo quần như nem đó các bạn. Người đông chật cứng luôn. Ít nhất cũng gần chục cái đám cưới trong những ngày thứ bảy chủ nhật đó các bạn. Và cũng còn có thể còn hơn nữa nè, mình cũng không có biết hết. Nhìn kiến trúc của khách sạn, nhà hàng tiệc cưới này rất là đặc biệt, cũng giống như là những cái viên kim cương vậy đó các bạn, toàn màu trắng không, rất là hay. Khách sạn toàn màu trắng nổi bật trên bầu trời. Và đây mình đi lên dần trên phía quận 3 thì có một khách sạn Sài Gòn Hotel. Tòa nhà rất là uy nghi và có như dạng hình sóng biển nè các bạn. Những ban công họ xây đầu tư rất là quy mô hoành tráng. Cảnh đường phố thực tế đang lưu thông dưới đường nè các bạn. Trên con đường này là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiều Chủ nhật ở Sài Gòn. Khách sạn này tọa lạc tại một cái địa điểm rất là thuận tiện, hai mặt tiền luôn các bạn. Của nước ngoài họ xây rất là đẹp. Đây là một trong những khách sạn mới và sang nhất của Sài Gòn nè các bạn, rất là đẹp và quy mô của những nhà đầu tư nước ngoài, có xây ngay góc mặt tiền, hai góc mặt tiền và những cái ban công như hình sóng biển dẫn sóng rất là mỹ thuật. Mình xin dừng video tại đây và sẽ cập nhật thêm các hình ảnh mới nhất của Sài Gòn gửi đến các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn tất cả các bạn và nhớ đăng ký like share để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.